Cảm ơn ạ. Con này quá to các bác ạ. Chào bác nhá, hôm nay hai anh em lại câu trên cầu cho các bác. Đây, này bọn em xuống mỗi thằng 4-5 cần. Đấy, thằng em đang ngồi đấy các bác. Hôm nay nóng quá, trên cầu này cầu bê tông. À, các bác nhìn, khủng người các bác. Em không quay được, pha pha nó kéo vào em không quay được. Con đầu tiên các bác ạ. Bác nhá, kéo đi. Hả? Mấy vợt. Còn một. Quấn đi, quấn đi. Búp cờ này các bác này. Chả biết to hay bé, chưa nhìn thấy không? Quấn, quấn, nhào. Kéo lên cho hở đi. Trượt rồi. Từ 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 đây rồi các bạn, trời ơi nhiều vàng hết các bạn, may có vật nhá, may có vật, may có vật. Đây, hôm nay vẫn hai anh em câu ấy, các bạn nhìn thấy câu chê này, chép này, chấm này, nheo này, đấy cá chép cũng ăn mồi giùn các bác ạ. Mùa đấy mới chuẩn đấy, đúng chất cầu hoàng dạ các bác nha. Các bác ạ. Con này quá to các bác ạ. Hết rồi. Mẹ mày. Chép nha. Chép nha các bác. Cá rồi. Con là 3 cân các bác ạ. Vướng vào đây. Chép bắt một giun. Con này 3 cân rồi. Mẹ mày, 3 cân rồi anh công ạ. Cái dép này là cho bác nhìn này, cả báo thằng Hòa nói láo. Ui mẹ phê thật. Nó cho em xem nó đi cầu. Bọn em là ở trên cầu kia chứ các bác nha. Thằng em này là thằng em đây này là được hai nheo mất đứt chỉ. Thế còn hôm nay nó cũng gió. Trên đấy thì em được một con nheo một con chê. Em quay cho bác rồi.
Thế rồi em xuống bên dưới này là được một con chép 3 cân này. Giờ chuyển xuống đây nhưng vẫn gió này các bác, tối rồi. Một ngày bọn em chuyển hai chỗ nè. Điểm trên cầu bãi tay em đấy và cái điểm ở bọn em đang ngồi đây.